Chào anh em nha. Mấy ngày nay nhiều anh em cứ điện hỏi nhiều vấn đề về con gà tắm như phải nắng. Phải nắng rồi tắm. Cái clip này đó mình cũng làm rồi nhưng mà lâu quá, không như là nhiều anh em chưa cập nhật câu được cái clip đó. Thì nói chung là mấy cái clip nào mới thì anh em mới xem. Dạ, như anh em mới đăng ký thì anh em chưa xem được. Thì bữa nay mình cũng nói về cái tình trạng về tắm gà như thế nào cho con gà nó bóng, phơi nắng như thế nào, và con gà tắm hay là phơi nắng rồi tắm. Cái đó là nhiều anh em mới biết chơi là mới biết chơi gà mà nó hiện rất là nhức đầu về cái vụ mà tắm phơi nắng hay là phơi nắng rồi tắm. Thì bữa nay mình sẽ nói rõ luôn là cho anh em nào muốn hiểu như thế nào hiểu, muốn làm như thế nào làm, không có quan trọng gì, tại vì mình muốn chia sẻ những cái gì mình biết. Nhiều anh em biết hiểu khác nữa thì mình không có nói được. Này, cái này ý kiến riêng của mình thì mình chia sẻ cho anh em là mới chơi, mới đam mê gì đó, thì nhiều cái lý do tại sao anh em nói gà anh em nuôi hoài không bóng, tại sao lại không bóng, và tắm như thế nào cho con gà nó là kêu là đủ ướt hay là nó độ vừa đủ độ ướt cho con gà anh em. Rồi tắm như thế nào cho con gà nó không lông bị cũ và lông nó lúc nào cũng bóng. Phơi nắng á, mình mới coi theo nắng nữa, như này không phải tắm xong là không phải nói là tắm là con gà nó sẽ bóng đâu. Mình mới canh nắng con gà nữa, đuôi gà nó cực lắm. Mình nói với anh em nuôi gà đó là cực, nó cực như thế nào là bởi vì mình nói với thường nói anh em á, nuôi gà phải xiên. Thì lúc nào anh em xiên thì con gà này cũng đẹp hơn con gà kia. Thì nó đơn giản như anh em nó là như vậy. Cũng như muốn hăng thở cơ thể mình đẹp phải tập thể dục. Thì anh em tập thể dục thể thao, thì nói chung tập thể dục thể thao á, thì lúc đó cơ thể anh em mới cường tráng, mới đẹp. Và mấy em gái mới lớn về tập, đi tập gym tập này nọ, thì dáng người ta phải thon thả đẹp hơn những người khác. Thì đó sao, tại vì người ta xiên. Thì nói chung tại sao con gà mình nuôi mình không đi không tại sao mình lại không xiên giống như vậy. Mình muốn con gà mình đẹp, mình bỏ hí bỏ lúng bỏ càng vậy á, rồi hỏi sao con gà mình nó cứng nó mập nó vô tay tốt và nó bóng nó đẹp giống như người ta nuôi. Người ta xiên người ta nuôi như thế nào đó con gà người ta mới thành được cái thành quả, người ta là con gà người ta đẹp. Cũng như anh em nuôi không có thành quả, anh em không có muốn nuôi, chỉ là đam mê là mê, nhất chung là đam mê ghiền rồi đem gì con gà về nuôi vậy thôi. Rồi nó sao con gà sao nuôi càng lúc nó không bóng mà sao nuôi nó kỳ quá rồi nó khô gì. Thì bữa nay mình sẽ gom lại mình nói cái lý do đó cho anh em hiểu là tại sao con gà anh em nó bị như vậy. Thì anh em thực hiện không thì có quyền của anh em, tại vì nhiều anh em hiểu khác nhau là tắm và phơi nắng, và phơi nắng rồi tắm. Thì đó là lý do nào thì mình sẽ nói tiền mình giải thích cho anh em tỉ mỉ như thế nào là lý do nào sao cho anh em hiểu. Anh em nào mới biết chơi gà mới chơi thì mình nói cho anh em hiểu. Nuôi gà nó rất là cực, nó rất là cực, mình nói thiệt đúng với anh em là nó cực thiệt. Giờ phải mình phải xiên xíu nữa mình. Nếu như nhiều anh em mà nuôi có 2-3 con gà mình thiệt nha, 2-3 con gà thôi mà anh em nuôi không có bóng được và nó không tốt, thì mình phải nói hẳn với anh em đó là quá làm biếng, không biết xiên, không xiên, đúng là không xiên thiệt, làm biếng. Nhiều em mới lớn, nhiều em trai em bé mới lớn, nhiều cháu mới lớn lên mười mấy tuổi rồi, nó nuôi con gà mình thiệt với anh em mình thấy nó tắm rất là hài lòng, rất là vui luôn. Tại sao vui? Tại vì thấy thằng này nó quá đam mê, nó hiểu về con gà. Nói chung là cái đứa nào mà cái đầu nó khéo, nó đam mê gà ha, là nó ôm con gà nên em hay tắm rất là kỹ nha. Cưng lắm. Nó vuốt từ cái lông đầu ha, lông đít, lông đùi, lông đờ lờn với lông đùi gì đó, nó vuốt, nó làm đẹp lắm, cực kỳ. Mình rất là thích mấy đứa như vậy. Thì mấy đứa như vậy lớn sau này nó sẽ thành công. Tại vì tại sao? Tại hồi nhỏ nó đã đam mê rồi, cũng giống mình hồi nhỏ thôi, mình đam mê, nói chung là mình chơi đó. Như bây giờ, như anh em hiểu, bây giờ có YouTube, nó mạng nó nhiều, nhiều clip, nhiều kênh, ta lên trên chia sẻ. Thì rất là nhiều anh em biết và được biết. Cũng như hồi đó, cái thời của mình, năm 8 mấy, 9 mấy gì đó, thì nói chung năm mấy năm đó làm gì có cái điện thoại anh em, làm gì có mạng, làm gì có bây giờ mà bây giờ chài điện thoại đứa nào. Bây giờ mới lớn mình nói hẳn với anh em là 5 tuổi, 6 tuổi là 4-5 tuổi là có cái điện thoại để chơi rồi. Hồi xưa làm gì có cái điện thoại như vậy. Rồi đó xài điện thoại kia là cùi bắp không á, xịt đại gia đó.
Như bây giờ anh em sướng, anh em muốn chơi cái gì, cái môn gì đó cũng lên mạng cũng câu được hết. Hiểu như tùy theo clip, chứ không phải là clip nào mình cũng nói là nói như vậy hết. Mới giờ mình nói hơi dài giọng xíu, anh em cho anh em chơi cái gì. Mình nói chuyện là phải có đầu có đuôi thì người ta mới hiểu được nó như thế nào, nó anh em mới hiểu gì, hiểu biết được từ đầu tới đuôi, chứ không phải là nấu vô nó gom nó càng nó cái mà không không có đầu đuôi. Không, con người mình vậy, mình nói chuyện thích có đầu đuôi đàng hoàng. Cũng như con gà thì mình phải tắm, tắm trước rồi mình phơi nắng. Thì tại sao tắm trước và phơi nắng thì mình nói cho anh em hiểu là lúc đó anh em ra đem con gà ra, ra tắm cho lông nó có độ ướt, là lúc nào cũng vậy, lúc mà cho nó sạch sẽ đi rồi anh em mới phơi nắng. Thì phơi nắng là như sáng á, mình nói cho anh em hiểu, như sáng á con gà cần phải tắm, nuôi là không nuôi đâu, nuôi là phải tắm cho tới. Tắm như thế nào anh em nhúng vô nước, anh em làm thử với mình vậy nha, nhúng một cái hào nước, lấy hào nước lên cái khăn anh em bóp cho mình cái đi, nhúng vô bóp một cái, rồi cái khăn anh em bóp một cái thôi là nước nó ra rồi, nó dẫn toàn độ ẩm, độ ướt trên đó rất là nhiều. Nhưng mà đừng để ướt quá, tắm con gà không nên cho ướt quá, vừa thôi. Rồi anh em sẽ lau, lau từ trên đầu lau xuống và lau hai cái cánh, hai bên vai, hai bên và cái lưng, cái đuôi, vuốt hết dài cái đùi, cái ngực, quan trọng nhất là những cái đỏ chỗ đó. Nhưng mà anh em lau hoài luôn, lau như một cái chỗ đó anh em lau 4-5 lần, cái lưng lau 4-5 vuốt, cái đuôi vuốt hoài 4-5 cái cổ, cái đầu nó vuốt, ngực nó vậy thôi. Rồi anh em nuôi gì ta tắm như vậy xong, rồi anh em nhìn là cái hao nước tắm chừng 5 con gà thôi là cái hao nước đổ liền luôn, nó dơ kinh khủng, dơ rất là dơ. Cái đó là sao, cái đó là cái lớp dơ con gà nó rất là dơ. Rồi anh em mới phơi nắng, thì như nắng sớm á thì mình nói với anh em, rồi nắng sáng á thì anh em phơi chừng 10-20 phút cũng được. Tại nắng sáng sớm đi, sáng sớm nó rất là nhẹ, nắng nó không có nóng đâu, không có gì hết, vừa là vừa đủ. Anh em thấy con gà anh em phơi, con gà anh em không phải là hả họng. Nhiều con gà hả họng là tại sao nó không chịu nhiệt nóng, nó sẽ nóng, nó bị thở, là mới chừng anh em đem chừng 5 phút thôi là nó thở hộc hộc rồi. Tùy theo con gà, như cái đó đá không ảnh hưởng gì hết. Thì anh em nuôi, anh em biết sao đủ nắng con gà thì anh em chừng 10-20 phút á. Tại nắng sáng nó nhẹ nha, 20 phút, 25 phút. Anh em chụp vô mình đó, anh em vuốt cái lông nó thấy nó vừa khô vừa ấm cái lông, rồi mình đem vô. Là lúc đó là cái lông con gà nó không có giòn anh em, không bị giòn. Thì không, nếu mà như không bị giòn là cái lông con gà nó sẽ không bao giờ nó bị khô và nó không có lớp dầu. Lúc nào cái lông nó cũng phải có lớp dầu, thì anh em phơi nắng nóng quá nó sẽ khô hết lớp đó. Rồi mình sẽ phân tích lại là cái nắng, phơi nắng là tắm đúng không, thì nó sẽ ngược lại là cái nắng, phơi nắng rồi mới tắm. Phơi nắng mới tắm là cái này nó hiểu hay mình đó nha, nó thằng nó dày. Anh em tắm phơi nắng rồi mới tắm, đem lúc đang nóng, lúc là con gà đang nóng rồi anh em đem vô, anh em vuốt liền 15 phút anh em vuốt, chứ phải game anh em vuốt liền. Nhiều anh em phơi nắng xong đem vô vuốt, nó sai lầm cho đó là nhiều anh em mới lớn nó bị sai lầm, nó không hiểu gì cái đó. Thì mình nói với anh em là phơi nắng hay là phơi nắng rồi mới tắm thì là 15 phút sau mới khô lông, mới vô vuốt lông lại. Thì lúc đó là vuốt lại, lúc đó vuốt lại là con gà nó sẽ rất là dễ bị cảm. Nó dễ là bị cảm là tại sao? Tại vì đang ở ngoài nóng rồi mới vô mới lao lông rồi nó sẽ bị ẩm. Nó sẽ bị ẩm nghe nè, lông nó sẽ ẩm. Nó lâu khô thì đó nó sẽ lạnh, con gà nó gung, nhiều con gà nó gung luôn. Trời nắng nóng thì mình không nói đâu, lúc mà trời gần lạnh đó, trời chuyển mưa hay là trời gần dấu bắc gì đó. Phơi nắng ở đây nó tắm thì thấy con gà nó tội nghiệp lắm. Thì nuôi như vậy á thì giấc trưa thì anh em phơi nắng 10 phút. Thì anh em cứ tắm xong anh em lao đi, anh em đem vô, anh em giờ cái lưng nó vừa ấm là anh em đem vô rồi. Vừa khô rồi vừa ấm cái lưng đem vô. Còn nhiều anh em phơi nắng nữa mà quên thì gì bỏ, bị nắng nóng quá nó hả họng, nó trong cái đầu luôn ha. Nó bị sốc nhiệt. Nhiều con nó sợ nắng, mình nói với anh em là nhiều con nó không có chịu được nhiệt độ nóng, vừa nóng để chưa 5 phút thôi là nó tông rồi. Nhưng mà lúc đó nó tông là tại vì nó là nó quậy, nó không chịu nắng, mình em vuốt lông nó vẫn còn chưa có khô. Nó tông dần thì nó tông quá hồi cũng đem vô để nó hư cái đầu nó tội nghiệp. Hư lông hết. Thì mình nhắc cho anh em nãy giờ là cặn kẽ dữ lắm nghe nè.
nhiều nhiều cái vấn đề mà tắm rồi hay ta tắm rồi phải nắng hay phải nắng thì phải tắm, thì mình nói anh em hiểu là như vậy. Thì cái lợi ích của con gà mà được tắm á thì nó sẽ già bươi cát nha, nói chung mình nuôi gà cũng có nếu có cát thì điều kiện cũng cho bươi cát đi nè, nó bươi cát thì cho nó sạch, nó mấy con mạt ra chứ không làm gì mà lông nó không sạch nha. Thì con gà nói chung mình tắm cho nó kỹ á, thì con gà nó đẹp, rồi mình phải canh nắng, cái cực đó là cực canh nắng á, vừa lông vừa khô mình đem vô. Còn nhiều anh em tắm thì nhúng nước ướt sẹp con gà, vuốt ướt hết trên con gà đem phơi nắng, thì cái lúc mà đem phơi nắng nó vừa đã nó nóng nó rung nó lạnh nó rung rồi thêm cái nắng nữa nó quá lâu đi anh em phơi như này nó khô lắm anh em mới đem vô đúng không, thì lúc đó con gà nó ưa bị sốc nhiệt nghe nè, rất dễ bị sốc nhiệt á, nó không sốc nhiệt nó cũng sẽ mủ nó cũng bệnh nữa, tại sao nắng nóng quá bắt hơi nắng hoài lâu quá lâu thì cái nhiệt độ mà anh em tính thì cái na máu con gà nó lên nóng rồi nhưng mà cái lông con gà vẫn chưa khô, anh em đợi ra nó khô lông là phơi chừng nửa tiếng con gà nó mới khô. Vì khi giấc trưa anh em tính đi giấc trưa chừng 10 giờ 11 giờ anh em tắm như đó thử gì chiều nổ nắng đó, giờ nó đang gắt nữa. Bữa trời mưa á, trời bữa nào mà nắng nhiệt độ nhẹ thì nó không sao, nhiệt độ nắng gắt đi là nó vừa nắng nó nóng kinh khủng luôn, mà anh em đợi gà nó khô lông nữa đầu nó nguy hiểm, con gà nó mệt nó dễ sốc nhiệt lắm, sốc nhiệt là nó bị như nào, sốc nhiệt là nó ngã ngang luôn á, nó họng rồi nó ngã ngang đem vô nó xỉu nằm luôn. Cũng như người ta vậy thôi, anh em làm mà nắng nóng quá anh em cũng bị sốc nhiệt nữa, sốc nhiệt sao xỉu kia là bị sốc sốc nhiệt đó, nóng quá chịu nổi sốc nhiệt xỉu vậy thôi. Giờ nuôi con gà mình nói với anh em là quan trọng là anh em phải siêng, anh em phải canh giờ hay là anh em phải ý con gà và những cái lợi ích sau khi tắm con gà là nó được sao, nó mới mẻ nó bóng, thì anh em nào nói con gà sạch đâu mà sạch, mình chỗ nào mới sợ anh em thấy lông nó không dính phân dính này nọ là nó sạch. Anh em lao mình nó đi, lao chừng 2-3 con gà giống vậy, anh em nhúng vô cái khăn xong lao xong đi, lao cho sạch đi, lao 4-5 cái như mình nói, chỉ cái da nhìn vuốt vuốt vậy 4-5 lần, cái ngực nó da là 4-5 lần, cái lưng nó vuốt vậy, thì anh em nhúng như nữa, anh em dắt nước lên, cái khăn nó ra một cái thao nó cái màu nó thành màu khác luôn. Ai nói con gà mà anh em nói con gà nó không dính phân là con gà sạch, không nó chỗ nào nó sạch, cho nên càng vuốt đi lòng nó dơ dữ lắm. Thì anh em nói chung anh em vuốt là sạch á, lao hàng ngày á thì con gà nói chung nó bóng nó mượt thì nó sạch lúc đó thôi, còn anh em bỏ phới những 2-3 bữa ngày không tắm được anh em vớt lại cái không dơ, mà mấy cái dơ đó là cái gì mà giúp cho anh em, mấy cái dơ đó không phải là dơ dữ lắm, đó là cái lớp dầu của con gà á, cái lớp dầu á, cái lúc nào em này thấy sáng hay nắng trưa vậy anh em mấy con gà nó vừa cái mỏ nó ra cái phao cầu nó dễ dầu á, anh em tắm cái đó là cái lớp dầu á, nó dơ lâu ngày vài tháng đóng rồi mình gà nó dơ. Thì anh em cứ nuôi hoài bình thường, anh em cứ tắm thì nói giờ mình nói gì với tắm có phần tắm thôi, thì anh em càng kỹ thì con gà anh em càng đẹp, anh em làm biến anh em nhúng nước em vuốt 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 vậy cái đem ra thì con gà nói chung đâu có sạch đâu, như anh em kỳ mình vậy thôi, anh em chài hoài đất nó sẽ ra, còn anh em cứ vô xà bông vuốt vuốt vậy thì anh em nói chỗ nào sạch, còn dính hèm không á, mình nói hèm đắt không á, phải tắm như thế nào đó như thế nào đó thì con gà nó mới bóng bẩy nó đẹp cho anh em, và canh cái độ nắng nóng con gà nó gì mình nói anh em hiểu ha. Thì đó những cái gì mà mình biết thì mình nói anh em vậy thôi, còn anh em nào muốn phơi nắng rồi đem tắm gì đó thì anh em cứ làm, nói chung lại mỗi cái gì đó mình nói anh em hiểu, con chim nó còn đi tắm á, nó gặp nước nó bay nó tắm xong nó phơi nắng á, thì đó nó phơi nắng nó khô lông nó mới đi, thì lúc nào cũng vậy, thì mình nói cho anh em hiểu gì thôi, thì cái gì mình hiểu biết thì mình nói chia sẻ gì đó, thì anh em làm nói chung mỗi người một ý kiến khác nhau, là ý kiến khác nhau là ý như thế nào, ý kiến là bị đầu độc từ nhỏ rồi, từ lúc mới chơi gà bị đầu độc rồi, cũng như anh em hên đi mới lớn thì anh em chơi gà anh em gặp ngay cái người tốt, người ta sẽ chỉ cho anh em. Còn người ta mà những người đó không biết là không biết nuôi luôn thì nói chung đã nuôi sai rồi thì đã sai rồi thì sai thêm một bước chút nữa không sao, cũng như mình gặp, nếu mà gặp mà anh em là hên may mắn mà như mới biết chơi gà mà gặp người nào chỉ anh em như gặp anh đó hay ông đó gì đó chú ơi tắm vậy thì người ta chỉ rồi thì nói chung chỉ đúng á, thì tình ta chỉ thì anh em sẽ làm theo là anh em nó tốt hơn. Còn anh em mà từ nhỏ mà mới chơi gà cái anh em gặp ngay cái người độc ác chút xíu là chỉ ngược lại cái nữa rồi anh em sẽ chết nữa, và làm sai từ đầu chứ có từ làm sai hết từ đầu luôn,
sai mấy năm sau luôn. Thì đó thì mình nói anh em hiểu, nuôi gà là chứ mình nói là nuôi gà là phải siêng thôi chứ không có cần anh em cái gì chứ. Siêng thì lúc nào con gà anh em nó cũng bóng bẩy đẹp hơn người ta hết. Rồi tới đây thôi anh em, chào anh em nha.